Từ đầu năm đến nay, hãng hàng không quốc gia đã vận chuyển miễn cước 27 tấn vaccine, đóng góp tích cực trong việc cung ứng vaccine nhanh chóng, kịp thời, an toàn đến các tỉnh miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên. Từ nay đến cuối năm, hãng hàng không quốc gia tiếp tục đồng hành cùng viện vệ sinh dịch tễ trung ương, vận chuyển miễn cước 30 tấn vaccine của chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia năm 2024.